Xin chào mừng quý khán giả đến với Nissan Channel, mặt trời mới channel và Thái Dương 22.4 Hôm nay chúng ta tiếp tục cái chuỗi uh, series cái vụ án của nữ nghệ sĩ Thanh Nga đã trải qua 45 năm nhưng nó vẫn còn nằm trong lòng khán giả Hôm nay ta đi vào tới cái bài số 3 đó là Lộ diện tên tướng cướp có tên là Tân Lực lượng săn bắt cướp SBC thuộc phòng cảnh sát hình sự Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh sau khi được thành lập vào tháng 3 năm 1978 đã lập hàng loạt chiến công hiển hách làm nức lòng nhân dân và gây khiếp đảm cho các băng cướp khét tiếng. Trong quá trình tham gia điều tra vụ án vợ chồng nữ nghệ sĩ Thanh Nga bị sát hại, SBC lại lập thêm thành tích sáng chói khi tiêu diệt băng cướp sông Sơn khét tiếng tàn bạo từ Trước năm 1975 ở Sài Gòn cũng như hàng chục băng ổ nhóm cướp khác trước khi bắn xuyên táo hai đối tượng tội phạm gây ra tội ác sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga làm cho hàng triệu người dân phẫn nộ. Từ nhận định bắn chết vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga có động cơ bắt cóc tống tiền. Ban chuyên án lật lại hồ sơ vụ án bắt cóc cháu Toro, con trai của nghệ sĩ Kim Cương để tống tiền 20 lượng vàng xảy ra ngày 26 tháng 12 năm 1977. Trước đó thì vụ án mạng Thanh Nga vào 13 tháng theo kể, lời kể của cha cháu bé thì tên cướp đến nhận vàng có dáng cao, hao hao giống người Lai Âu Phi lập tức tất cả những đối tượng lai like Âu Phi đều được kiểm tra, nhưng kết quả không nói lên được liên quan nào đến vụ án bắt cóc cháu Toro, tống tiền 20 lượng vàng. Như vậy là vụ án này vẫn tiếp tục bế tắc như vụ án của Thanh Nga. Ở đây ta nói thêm là soạn giả Cải Lương Nguyễn Phương sinh năm ngày 1 tháng 7 năm 1922 tại Mỹ Tho, mất vào tháng 7 năm 2020 tại Canada chính là thầy dạy của nghệ sĩ Thanh Nga múa, hát, thở mới vào nghề. Khi nghe tin Thanh Nga bị bọn cướp bắn chết đã bàn hoàng đau thương tiếc nuối thốt lên. Sinh mạng bị cướp đi của Thanh Nga là một tổn thất không gì bù đắp nổi cho sân khấu cải lương và là niềm đau của hàng triệu người. Dù tội ác có được chừng trị nhưng có lẽ thêm ngàn lần chừng trị nữa cũng không tương xứng với tổn thất mà tội ác đã gây ra. Bất ngờ khi xảy ra thì có một tên cướp trốn truy nã bị trinh sát bắt giữ đã khai ra bà sếp của hắn cũng từng nuôi một bé trai 5 tuổi chờ phụ huynh đem vàng đến chuột. Cha theo tàn thư cảnh sát chế độ cũ, để lại thì bà xếp của V chính là Thúy Mai, vợ của Trần Đức Thuận, kẻ cầm đầu băng cướp sông Sơn khét tiếng trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 trên đường Trương Minh Ký. À, Trương Minh Ký ngày xưa ngày nay là Nguyễn Văn Trỗi các bạn, Nguyễn Văn Trỗi tại quận 3. Sài Gòn có ngôi đền sông Sơn được đồn thổi rất linh thiêng vợ con các tướng lĩnh chính khách thường mang lễ vật đến đây cầu tại cầu tay qua nặng khỏi và cầu thêm quyền cao chức trọng cho chồng cha anh mình. Vợ chồng Thúy Mai Đức Thuận liền tổ chức khống chế tài xế cận vệ của các phu nhân, tiểu thư rồi cướp nữ trang, hộp xoàn tiền bạc số lượng lớn của họ. Băng cướp này rất xảo quyệt nên cảnh sát chế độ cũ rất cay cú đã lên kế hoạch úp sọc chúng cả bọn đã bị đầy đi côn đảo khi côn đảo được giải phóng chính quyền cách mạng ân xá cho chúng trở trở về sài gòn năm 1976 nhóm đối tượng này bắt đầu tập hợp nhân sự vũ khí gây ra 60 vụ cướp rất tàn bạo đã bắn chết 10 người bắn bị thương 15 người lực lượng SBC chạm trán với các sáng thủ chuyên nghiệp này tại xào huyệt của chúng ở xã Tân Hiệp Hóc Môn. Nguyễn Đức Thuận cùng hàng chục đệ tử dùng các loại súng lũ đạn từ tự chiến dữ dội nhưng lần lượt bị tiêu diệt, bị thương phải đầu hàng. Riêng phó tướng của Thuận là Lê Văn Giỏi bắn súng thiện xạ bằng cả hai tay đã thoát được vòng dây. Đã thoát được vòng vây nên nhiều tổ SBC tiếp tục truy tìm hắn. Mấy ngày sau thì giỏi bị phát hiện khi đang cùng đồng bọn tính gây một vụ mới để cướp vàng để mà kiếm vàng vượt biên sau khi chủ tướng Thuận và vợ là Thúy Mai bị xa lưới. Trong khoảnh khắc đối mặt nhau ngạt thở, một chính xác đã nhanh hơn nổ súng trước. Lê Văn Giỏi gục ngã chiếc xe Vespa của hắn điều khiển bị văng vào lề. Ngoài khẩu súng rulo trên tay, trong cốp xe Vespa của giỏi còn có một khẩu côn 45, hai quả lựu đạn, dao bấm, vân vân. Phá được băng cướp sông Sơn, bắt được vợ chồng đối tượng cầm đầu thu rất nhiều súng đạn chiến lợi phẩm. Chúng cướp được cũng như không có chứng cứ để nói băng cướp sông Sơn liên quan đến vụ án Thanh Nga. Nhưng bà Hiệp Thành, mẹ vợ đối tượng Thuận xác nhận, bà có nuôi một đứa trẻ do vợ chồng Thuận gửi về chính xác cho xem nhiều ảnh trẻ con thì bà nhận ra là cháu Toro trong số ảnh đó. Tiến hành thêm các bước điều tra, lực lượng chức năng thấy Toro và cháu bé do bà Hiệp Thành nuôi có khuôn mặt rất giống nhau, nhưng không phải là một cháu Tô, không phải là một cháu Toro bị bắt cóc khi đang ở nhà trẻ vườn hồng. Hai tên cướp chỉ súng khống chế cô giáo rồi ẩm Toro nhảy lên Honda 67 chở đi. Sau này Toro kể lại hành trình bị bắt cóc, người ta chở con đi trên một con đường thật là xa, qua con sông thật là rộng, trên có một chiếc tàu hai tầng tới nơi con có ba đứa bạn là bé Sáu, Đức Mập và Út Tâm, lại có bà cụ già ốm nhom. Cuối cùng các mũi trinh sát dốc sức lần theo lời kể của cháu Toro và tìm ra một ngôi nhà ở ấp ngàn rô, xã Đại Ân 2, huyện Long Phú, tỉnh hậu Giang ở đó vẫn còn đủ ba người bạn của Toro và bà cụ ốm nhom già dạ, khom. Trong lúc cơ quan điều tra đang xác minh về chủ nhân của ngôi nhà này thì ngày 6 tháng 2 năm 1979 cơ quan công an nhận được cuộc điện thoại của vợ bác sĩ Nguyễn Lã Hỷ báo tin cháu Phương con trai vừa bị bắt cóc và đòi tiền chuộc 50 lượng vàng lập tức ngay các đơn vị SBC chính xác cực giỏi đều được vào trận đánh quan trọng này. Theo kế hoạch lực lượng Mai phục sẽ ập vào ngay khi có kẻ gặp người nhà trao phương để nhận vàng. xong do sự cố về tín hiệu nên khi tên cướp lấy vàng xong nhảy lên Honda 67 do đồng bọn chở sẵn phóng đi thì mới có ám hiệu lệnh tấn công. Các ngựa sắt của SBC SBC liền bay trên đường đuổi theo. Chúng ném lựu đạn vào xe của lực lượng SBC, nhưng may là lựu đạn không nổ. Các trinh sát nhắm vào bánh xe bọn cướp siết cò nhưng viên đạn sượt qua bộ xe, bô xe. Đến phát thứ ba thì chúng lưng đối tượng ngồi sau máu loang đỏ lưng áo trắng. Hắn đau đớn cố bám vào đối tượng cầm lái chúng thoát được nhờ đã tính toán lộ trình từ trước khi nhận vàng. Căn cứ theo dấu máu rơi tại đường phố, ban chuyên án nhận định đối tượng ngồi sau bị thương rất nặng, chắc chắn phải vào bệnh viện để cấp cứu. Như vậy thì toàn bộ các bệnh viện trong thành phố được báo động. Để chờ đón một vị khách đặc biệt này. Cuối cùng, đối tượng chọn bệnh viện chợ rẫy lực lượng công an đã đến trước mọi việc suôn sẻ Khi bệnh nhân bị vết thương từ lưng xuyên qua bụng, đã đuối cả lực, sức lực lẫn ý chí kháng cự Đó là đối tượng Nguyễn Văn Hóa Hóa Khai sau khi bắt cóc cháu Tô Rô Theo lệnh đàn anh tên Tân à, Hắn ném bức thư yêu cầu đưa 20 lượng vàng vào nhà nghệ sĩ Kim Cương Tân chia cho Hóa 6 chỉ vàng Nhưng Hóa lại bảo Tân là có 4 chỉ vàng giả Tân liền bù đắp cho Hóa 940 đồng Lúc đó là lương kỹ sư là 61 đồng Vụ thứ hai là Hóa cùng Tân bắt cóc con bác sĩ Lã Hỷ tống tiền 50 lượng vàng. Hóa được chia 3 lượng vàng và số tiền 200 đồng. Từ lời khai của Hóa thì ban chuyên án đã xác định được đối tượng có tên Tân đã cùng đồng bọn thực hiện vụ bắt cóc con nghệ sĩ Kim Cương, con bác sĩ Lã Hỷ để tống tiền. Chuyên xác về nhà đối tượng Tân ở ấp Ngàn Rô, Hậu Giang, Mai Phục nhưng nhiều ngày đêm Tân không xuất hiện. Các trinh sát tiếp tục kiên nhẫn chờ và cuối cùng đã bắt được Giang Vĩnh Sương đến liên lạc với gia đình Tân. Sương khai mỗi lần lên Sài Gòn thường hẹn gặp Tân ở đường Nguyễn Biểu. Mỗi hướng điều tra, à, một hướng điều tra mới lại được mở ra. Lúc ở trong tù thì Hóa viết thư cho Tân. À, anh tân tôi vẫn sống và đang nằm bệnh viện nhà lao chí hòa hôm nay tôi biên thư cho anh biết tôi được một viên trung tá bác sĩ cứu sống người này cùng cảnh ngộ với ta thôi hôm nay nhờ bác sĩ làm bệnh án tôi được chuyển đi bệnh viện chợ rẫy để chữa vết thương trên xe chỉ có bác sĩ và cháu ông ta là hưng cũng là người lái xe xe sẽ đi chậm từ hãng rượu lava hoặc ngã tư nguyễn văn thoại trên đường trần hoàng quân trên quãng đường ấy thì mấy anh theo xe đón tôi hóa mơ là thư đó sẽ đến tây tân và vụ cướp tù trên đường sẽ được xảy ra như trong phim mỹ mà không ngờ rằng đó chỉ là biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an hồng lụa cá vào lưới hưng đã mang bức thư đó đưa cho hồ văn hùng ở trên đường nguyễn biểu quận 5. hùng đã bị bắt vì tội thông đồng với phạm nhân đang bị giam giữ nhưng hắn chỉ khai chung chung về nơi ở của đối tượng Tân. Nhờ sự giúp đỡ của quần chúng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 4 năm 1979, các trinh sát cùng chính quyền, công an địa phương đã bắt được đối tượng Tân tại một căn nhà ở cư xá Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Tân đang ngủ trên gác thì bị đội trưởng SBC Hai Thành giật mùng. Hắn bật dậy thì bị dán một bắn súng K-59 vào đầu đổ cục. Tân giơ tay chịu còng với vết thương sau lưng do viên đạn bắn đối tượng hóa xuyên táo. Ngoài Tân, cơ quan điều tra còn bắt em ruột của Tân là Nguyễn Văn Mai ở gần nhà Tân. Khám trong người Tân còn 15 lượng vàng, nhiều đồ nữ trang và cả đầu đạn mà trinh sát FPC đã bắn xuyên lưng hóa găm vào lưng Tân. Tân giữ đầu đạn kỷ niệm để chờ trả thù. Chúng ta vừa xong cái kỳ 3 của quá trình truy đuổi và kỳ này đã lộ diện được cái tên cướp mà đã sát hại cái nghệ sĩ Thanh Nga. À, mong là sẽ đem lại cho các bạn những cái chuyên đề về hình sự chúng ta biết trong cái quá trình phá án của lực lượng cảnh sát hình sự như thế nào xin chào tạm biệt và cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh à, chúng ta sẽ gặp lại trong một kỳ tư nhé à, cảm ơn các bạn rất nhiều